đợt trước á là bắt bằng đêm, có cũng hai đứa nữa ở trong số mình nè, hai đứa khác hai đứa khác cũng quýnh nữa, mà chỉ có một người một nón bảo hiểm với đá một cái với tán một cái gì đó, tôi còn thằng này là quýnh nhiều nè. Bánh mì cũng ở gần nhà của cái cậu học sinh mà bị công an của Sóc Trăng đánh. Công an của huyện gì nhỉ? Huyện Vĩnh Châu. Huyện Vĩnh Châu, huyện công an giao thông cũng như là công an cơ động của huyện Vĩnh Châu đã đánh hai cậu học sinh đó. Một sự việc mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của dư luận. Thì không biết là mình ở đây thì chị có biết đến cái vụ việc này không ạ? Chọn thêm cũng không đâu có biết nó là ai đâu, mà hai đứa nhỏ còn không biết là con của ai nữa. Tới chừng bé nó nói là mình mới hay là con của người là người đó vậy đó. Chứ đâu có biết là con của ai đâu. Chỉ là biết nó đánh con người ta vậy đó. Đánh hai ba lần rồi đó, đợt trước nữa. Có thằng kia nó chảy hèm lại cho mình hỏi: "Ê Khang, hồi đợt trước á con ăn bắt con á, nó có đánh con không?" Đánh cô ấy mà chỉ có một nón bảo hiểm với một bàn tay không à. Cũng như là nó rượt á, cái nó rượt nó mới đánh á, cũng như là nó sợ bắt lấy xe mượn của người ta. Đợt trước á là bắt bằng đêm, có cũng hai đứa nữa ở trong số mình nè, hai đứa khác cũng quýnh nữa, mà chỉ có một người một nón bảo hiểm với đá một cái với tán một cái gì đó, tôi còn thằng này là quýnh nhiều nè. Quýnh nhiều á, sợ dân không biết á, tại có nhà của người ta có camera đó. Không có camera, có hai đứa nhỏ này nữa, quýnh hả tới đầu chạy đầu không được á. Về cũng giấu luôn. Con nhỏ hồi nãy đó là chạy đầu không được á. Đầu bung xôm vô nè mà không dám nói với mẹ luôn. Ủa cũng nói mà chạy đầu không được luôn. Vậy tức là sự việc tương tự như vậy. Đâu có dám nói là con ai quýnh đâu. Dạ. Vậy là sự việc tương tự, tức là công an đánh người tham gia giao thông là không chỉ đây không phải là lần đầu tiên mà đã có hai lần rồi đó. Ở trong này là trong Bà Đông này là hai lần rồi đó. Trong khu vực này mấy người khác mình không biết thì mình không nói. Những người khác mình không nói, nhưng mà ở trong khu vực này là lần này là lần thứ hai rồi. Trước là cũng có rồi. Không biết lần trước là cái người bị đánh là lớn tuổi chưa ạ? Cũng cả đó. Ê là Khang, con nó chắc lớn tuổi hơn không? Chắc 20 quá. Con láng á. Vì vậy bẹp nhắm đó. Mười con sù riêng á. Tức là cũng đang ở cái lứa tuổi thanh niên như vậy đó, mà cũng bị đánh và cũng bị sử dụng đánh bằng nón bảo hiểm. Nó chạy qua tốc độ hay làm sao đó, rồi mà xe của nó mượn người ta, giao thông kêu nó không dám ngừng, nó chạy đang sợ bắt lấy xe của người ta gì đó, rồi phạt cũng nhiều lắm á. Vâng, cũng vừa bị phạt mà cũng còn bị đánh nữa. Mà đánh thì không biết là chị nghe kể lại thì cái cậu thanh niên mà lần trước bị đánh như vậy là bị đánh bằng nón bảo hiểm hay cái gì ạ? Nón bảo hiểm rồi vấn rồi thêm đá nữa. Rồi thêm tát bạt tai rồi thêm đá nữa. Cái vụ hai cậu học sinh vừa rồi đấy ạ. Đóng phạt luôn rồi. Chị này là cũng chị bán cua con chung chợ với mẹ của thằng nãy. Là chị cũng bán ở chung chợ. Mẹ của cậu bé đó là bán cải. Chị đó là bán cải, rồi chị này bán cua. Chị này bán cua. Chị bán cá. Là ở trong chợ đó là cũng đã biết. Vậy tức là công an là đã lập biên bản và phạt hai cái cậu học sinh này rồi. Xong là đi ra đóng. Hả? Tới 5 tội và đóng bao nhiêu tiền vậy chị? 5 triệu mấy, 6 triệu. Xong rồi hôm sau mới phát hiện, mới bị lộ clip đó ra thì mới biết. Tại con nó nói, con nó không nói là cũng nín thinh, cũng mất tiêu, không có ai hay luôn. Như nó về nó giấu, nó không có nói. Không dám nói. Bởi vì không dám nói gì đó. Nhưng vậy thì đi đóng tiền như vậy thì hai cậu bé đó tự mang tiền đi đóng hay là gia đình phải đưa đi đóng? Gia đình đưa đi đóng. Quay con kia thêm, quấn con người ta còn khi đóng. Ngọc thôi. Mẹ người ta không hay thôi, nếu mà có hay thì ai đâu biết đi đâu. Chị nói gì không? Chị đang nói là chết rồi đó. Chết rồi đó thiệt á. Bắt cô quýnh con người ta vậy rồi. Mà tại cha mẹ người ta không hay thôi, hay mà ai đi đóng. Trời ơi, gặp con tôi bữa đó là tôi chắc ngọp hơi, xin cái bài ngọt rồi. Ngay đầu mày tới chết luôn, thiệt luôn á. Thiệt á.
Tôi đi, tôi vô, tôi hỏi ngay chỗ đó đó. Bữa đó, đêm đó, nó có chị trong biên bản đó, cái thằng đó tên gì cũng có chứ. Cái thằng công an nó có chứ, tên biên bản nó, nó là biên bản đó. Tôi không nhai mày tới chết, thiệt tình luôn. Trời ơi, cô nhai tới chết. Cô nhai mày tới chết, tôi nói thiệt. Trời ơi, nó cũng con cháu tôi chứ bỏ, cái thằng người Khmer á. Dạ. Ồ, người Khmer là con cháu của cô luôn hả? Con cháu á, mẹ nó à leo á. Mẹ nó kêu tôi bằng cô, bằng gì á. Trời ơi. Cái này là cháu luôn. Người dân bức xúc đến nỗi mà nếu như mà phải con của mình thì sẵn sàng là nhai đầu mấy người công an nó luôn. Cô nhìn tẹo. Đập theo hành bị mái nó. Ông chết á. Ừ. Cô nhìn tẹo nó. Con mình... Nhưng mà như... Hả? Ấy, không ai sửa ăn cá đó. Vậy cái cậu bé đó thì chị có biết rõ về cái cậu học sinh lớp 9 không chị? Học sinh lớp 9 là con ông cứu người tiêu. Vâng. Cái thằng mẹ nó bán cá đó. À, còn là chị là còn họ hàng với cái cậu thanh niên kia. Cái cậu thanh niên người Khmer kia. Ừ. Vậy cậu thanh niên đó thì tính tình như nào chị? Con của người ta hả, đi tới nhà người ta, mấy em dòm là biết con của người ta, người lịch sự hay là người quậy phá, là em dòm tướng là em biết rồi. Dạ, vâng. Ừ, em tới nhà nó đi là em dòm là em biết rồi. Có thể chị nói là nói bà con hàng xóm rồi nói khen á, chứ không phải là khen cái đó, là tình thiệt, nói thiệt, không phải là khen đâu. Con của người ta con người đàng hoàng không á, gia đình người ta không có con người, từ gia đình người ta luôn, từ ông bà người ta lên luôn. Mình coi cái tay chứ. Ừ, con quậy phá à, sống tụm ta lại, cái người con người ta không có đàng hoàng, tóc còn người ta không có, người ta còn mất tóc lịch sự. Bữa 25 tây là mùng 2 của mình đó phải không ba? Bữa 25 tây là mùng 2 của mình đó thôi ba, quýnh bữa 25 tây đó nha. Dạ. Đúng rồi, quýnh... Mùng 2 của mình là bữa có nhậu chung với mẹ, có thằng bị quýnh chạy á. À. À. Tức là chị có ngồi nhậu chung luôn hả? Con gì? Chính là chị rất là thân với gia đình của hai cậu bé đó. À vậy cái cậu thanh niên đó kia, cái cậu thanh niên chạy xe kia là mẹ cũng buôn bán, mẹ cũng bán cá đúng không ạ? Bán cá hết, nhà kia nhà tạp hóa, nhà kia bán tạp hóa, nhà người Khmer là bán tạp hóa. À. Còn cái nhà người Tiều là bán cá. Bán cá. Chợ, chợ bà Đông á. Chúng ấy bạn hàng chúng. Cái nhà bán hàng. Bán hàng. Đông nghiệp. Lúc đó bà chưa có biết, lúc đó bà chưa có biết bị quýnh. Dạ. Cái bữa nhậu chị nhậu cùng nó là cũng là mẹ của cậu bé kia chưa biết là con mình bị quýnh. Chưa đó, bữa biết đâu có nhậu được đâu, trời biết rồi sao mà nhậu. Đúng rồi. Quýnh nhậu. Thấy con mình như vậy rồi. Không biết là những ngày qua ở người dân ở khu vực mình đây thì có hay bàn tán trò chuyện về cái việc này không ạ? Ở đâu á, ngồi ở đâu là cũng có hay nghe hết trơn á. Trong chợ mà trong chợ Vĩnh Châu cũng vậy, nó đây đi ngồi đi vô căn nhà mình đi mua đi bán lại ta cá tép á. Dạ. Đi vô chợ bắt đầu nghe người ta nói. Trời ơi, công an chấn động người ta như vậy, bắn con người ta như vậy, tập con người ta sai cái nào cũng không bắn gì tới cái đó nữa. Dạ. Ừ. Ở đâu người ta cũng nghe, tới đâu người ta cũng nói cái chuyện này không. Ai bây giờ ai cũng có điện thoại phải không? Dạ đúng rồi. Ừ, người ta cầm điện thoại lên thì người ta coi, người ta thấy rồi. Mà người ta đâu có biết là con của ai, rồi công an đó là cái thằng đó tên gì, cái thằng đó tên Châu con bò gì. Tôi biết, chắc ta tìm tới nhà luôn quá. Ta tìm tới nhà luôn á thiệt. Mà tại á, người ta đi đóng rồi, gặp mà người ta chưa có đóng, người ta cầm cái miếng giấy đó là người ta biết tên nó rồi. Dạ. Phải không? À, tại giấy á, người ta đi đóng phạt rồi, còn á là người ta biết rồi đó. Dạ. Bây giờ lên trên biển á, tại mẹ chắc người ta cũng không có bỏ yên đâu, gia đình người ta dễ gì. Ừ, người ta đi tới rồi. Gia đình người ta cũng sẽ, gia đình của hai cậu bé kia cũng sẽ làm tới đúng không? Ừ, người ta làm tới, gia đình của thằng người Tiều mới giữ, nhập dân của người ta giàu không đó. Ừ. À, cũng là dân có tiền phải không chị? Dân có tiền rồi, thêm một cái là gia đình người ta lịch sự hồi xưa tới bây giờ. Nè, gia đình của người ta không đó. Dạ, dạ, nhà tường cao cao đó, đó là gia đình người ta có thằng người Tiều không đó. Không, nhưng mà thật sự thì nhìn thế cảnh con mình bị đánh như vậy ai mà chịu được. Có nghe tên không? Ông bó, ông sủi, ông xóm này đó. Có biết không? Ở gia đình có thằng bé mà bị quýnh nhiều lắm. Ừ. Gia đình có điều kiện. Gia đình có điều kiện. Dù sai cái gì phạt đi chứ mà đánh người ta. Là xóm ông trời đó là cháu cố của ông trời á. Ông trời hồi xưa đó, bây giờ là xóm đó là người ta để tên ông xóm trời luôn á. Tức là gia đình dòng họ nhà giàu á. Tức là cái là ngày dân của người ta làm ăn á. Yeah. Biết buôn bán từ bên lớn là con người ta còn đi học mà còn đi tiếp mẹ người ta nửa đêm nửa hôm chở cá đi, em tính đi. Cái thằng đó nửa đêm nửa hôm ta còn chở cá đi. Tức là dòng họ của bé đó. Ừ. Là đây giàu ở khu vực này có tiếng giàu, luôn. Giàu hết, trong khu vực này không có ai giàu bằng đâu. Ừ. Là người ta giàu xưa tới giờ chứ không phải là mới đây. Dạ. Yeah. Ừ. Tức là mấy cái auto mày nội dòng đây là của gia đình họ không? Dạ, của gia đình họ không đó. Ừ.
Không biết là người dân ở khu vực này chắc chắn là rất là sợ công an vì những cái vụ việc tương tự như vậy, đúng không chị? Ta không có sợ đâu, người ta biết là tôi đúng, ta không có sợ đâu. Tại vì tao không biết 550 kia. À là cô mua hả? Cô đi mua cua ha. Cô đi mua cua. Hỏi ông bao cua, bao tôm. Mình ăn nó vô tôm khô mà thơm thơm tỏa thấy nữa. Dân tôm khô ra làm bây giờ chưa có được. À làm tôm khô luôn nè con, ngon chưa? Này là ký bao nhiêu luôn cô, nếu mà làm xong bán ký nhiêu? Tôm khô hả? 400 ngàn em nó 400 còn ngàn. Ồ. Đó, buôn bán rất là nhiều. Đây là buôn dân buôn bán rất là nhiều luôn. Ở đây hả? Nó đây đây, ít ai quậy con người ta quậy ít. Dạ. Ít lắm, nói thiệt luôn á, con khô không vậy nữa cô. Quá chết chuối luôn. Mà con khô hả? Nó không phải đâu. Ít lắm. Đánh như vậy là mấy cô bé này cũng bị thương cũng nhiều đó chứ. Không dám nói với mẹ đâu. Mà hên nó nói là còn đỡ nữa kìa. Gặp mà nó không nói cái là không biết luôn. Con ai luôn. Đâu ai biết đâu. Ngồi thấy nè. Con nè phi con nè. Mà cũng may mắn là có camera quay lại chứ thôi cũng chìm xuồng rồi, đâu có ai biết cái vụ này xảy ra đâu. Ghé nhà đó thì nó chỉ nhà. Ghé nhà thằng đó nó chỉ rồi. Dạ. Mình không. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ. Về chị cái ha, gặp mà chuyện ha, ăn trộm chuyện này kia mình cũng biết đâu, mình cũng không dám nói nhiều đâu. Dạ. Cái này là chuyện thấy ai thấy cũng ai cũng có con hết á. Mình nói vậy đi. Dạ đúng ai rồi. Cũng có con hết. Rồi xem được ai bức xúc hết. Bức xúc tình. Ai cũng buồn chứ, nó làm cha làm mẹ thấy người ta có bánh con mình vậy đó phải không? Dạ đúng rồi. Ta nói con người ta khùng đi, người ta cũng còn gắng người ta nuôi nữa chứ đâu có phải mình. Dạ. Con người ta đàng hoàng vậy mà. Tốt quá. Đúng không? Dạ rồi, vậy em cảm ơn chị đã chia sẻ. Em đi lên một vòng này. Bây giờ em đi vô một vòng ba cái cầu này ha. Vừa qua tới cái cầu kia là dòng hỏi nhà nó không á. Dạ. Vừa qua cái kia. Gọi ở đây là lô của người ta. Rồi cầu kia là khúc người tiền đó, khúc nhà tường cao cao bự bự đó là dòng họ không đó. Là đó là mấy người dòng họ của người ta không á. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị.